là cái kế hoạch làm thế nào để trong 3 tháng chúng ta trở thành superstar, tức là có cái thu nhập là 10.000 đô một tháng. Một chàng pháo tay chào đón người đàn ông nhập 6 con số từ Yari. Xin chào Mr. Bo. Hello Mr. Bo. Hello everyone. Xin chào các chị. Oh, there you are. Hello, Lee. I'm here. I missed you. Me too. How are you? Yes. Yes, I'm fine. Yeah, okay. Yeah. So thank you very much. I've followed you for a while here. I see you have very good people on the line. Cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi ngày hôm nay, và tôi đã vào sớm hơn một chút và tôi cũng đã nghe tất cả những điều các anh chị nói, mặc dù có thể là tôi không hiểu hết, nhưng mà tôi thấy toàn những gương mặt tuyệt vời thôi ạ. So I will do my best to keep up on them. Và chính vì vậy tôi cũng phải nỗ lực rất là nhiều để mà có thể là tuyệt vời được như các anh chị. Yeah, but what I'm going to share with you is the system. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị một số thông tin về hệ thống. And I can tell you the short story what happened in my previous company. I was 3 years in the company between 2005 to 8 without a system. Và tôi cũng muốn chia sẻ một chút về cái câu chuyện của tôi ở cái công ty trước đây. Tôi đã có khoảng 3 năm từ 2015 đến 2018 là tôi làm việc nhưng mà không có hệ thống. And the business went up and down every month. Và cái doanh số cũng như kết quả thì nó lên và xuống hàng tháng ạ. But in June 2008, first time in my life I saw a system. Và đến tháng 6 năm 2018 là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi thì tôi có một cái hệ thống. And my mentor plugged me in. Và lúc đó thì cái người dẫn dắt tôi, cái người dẫn dắt tôi thì đã giúp tôi là kết nối vào hệ thống đó. And it took 45 days to go diamond, the highest rank in the compensation plan. Và tôi chỉ mất có 45 ngày để lên cái vị trí diamond, là vị trí kim cương ạ. Và đó là cái vị trí cao nhất trong cái sơ đồ trả thưởng. So it was not really me, I was the same person, but I took the strong system in place. Và thực chất là các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là thực chất tôi thì vẫn là như vậy thôi. Nhưng mà vì có một cái hệ thống rất là mạnh mẽ cho nên rằng là tôi đã có cái kết quả cực kỳ là vượt trội. Because if we would like to get that residual income and one day step away from the business, then you need to take part of the system. Và mà bản thân nếu các bạn muốn có những cái thu nhập thụ động thặng dư, cái nguồn thu nhập rất là tốt á, thì chúng ta phải có một cái hệ thống vận hành. So it's all about duplication. Và đó tất cả đều là một cái sự chúng ta gọi ở đây là nhân bản. So it can be in a maybe 1 or 2 or 3 years in this meeting we have now, it's absolutely different faces. Và thực tế là kể từ cái buổi họp ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, có thể là sau 1, 2, 3 năm thì tất cả mọi sự nó sẽ trở nên thay đổi hoàn toàn. Because there will always be born a new star. Bởi vì là tất cả chúng ta đều có thể là tạo thành những cái ngôi sao mới. So whatever we do, there will always come some new one who do it better. Và tất cả những cái gì mà chúng ta làm, chúng ta đều mong chờ vào một cái kết quả là chúng ta sẽ có một ai đó sẽ làm như chúng ta và tốt hơn. That's what I like with network marketing. We never know who we meet. Và đó là một cái rất là thú vị trong cái sơ đồ marketing, bởi vì chúng ta không hề biết rằng là chúng ta sẽ gặp ai. And I heard a little funny quote about system. Và tôi nghe một cái điều nó khá là thú vị, đó là về cái hệ thống. And it says like this: Do you think you are smarter than the system? Then look at your rank. Và nó nói như thế này ạ, người ta nói như thế này ạ, bạn có nghĩ rằng là bạn thông minh hơn hệ thống không? Thì bạn hãy nhìn vào cái vị trí của bạn. Yeah, so let's pull up the system. I will, just bear with me here, I will put it up so you see it. Tôi sẽ chia sẻ một số cái thông tin để các bạn có thể nhìn thấy. And I am the man who always try to do things simple. Bởi vì bản thân tôi là một cái kiểu người là
tôi muốn luôn muốn làm cái việc mà đơn giản thôi. Let's see where I have it. Cho tôi một vài giây để tôi mở cái hình ảnh. And also everybody on the line now, you need to also know that this is not only for you. It's và tất cả chúng ta. It's for you because you need to teach to learn this so you can teach other teachers. Và tất cả các anh chị ngồi đây thì chúng ta hãy nên nhớ rằng là những cái bài học này, những cái thông tin này không chỉ là dành riêng cho chúng ta mà tất nhiên là dành riêng cho chúng ta rồi. Thế nhưng mà chúng ta cần phải nắm bắt được nó để mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ đào tạo lại, hướng dẫn lại cho hệ thống của chúng ta. So there is an old rule who say, if you can duplicate yourself in three generations, you are gone. Excuse me, I cannot see the slides. Can you see the slide? No, that is black. Mm-hmm. Black color. You don't see it? Now it appears. What? Okay, now you see it. Made of, right? Yeah. Yes. Right. Yeah, okay. Okay. Yeah. So, yes, I said that if you are duplicate yourself in three generations deep, they say you are gone from the system. Và chúng ta có thể có một cái hình dung tưởng tượng đơn giản như thế này ạ. Nếu chúng ta nhân bản thân con người chúng ta thành ba cái thế hệ ạ, thì chúng ta có thể nói rằng là chúng ta sẽ tạo ra một cái hệ thống ạ. So what you want to see here now, that's your job to teach other teachers so they can train other people to sign up more people. Và công việc của chúng ta ở đây rất là đơn giản thôi, là chúng ta sẽ hướng dẫn những cái người mà ở đây anh ấy nói là giáo viên khác, có nghĩa là những người đấy cũng sẽ hướng dẫn cho những người khác để thực hiện những cái công việc đơn giản này. And what's good with Kiari, because in other companies there are in the most common is that different team have different kind of systems. Và có một cái điều rất là hay ở Kiari mà hầu hết các cái công ty khác mà nó sẽ khác biệt ạ. Bởi vì thường các công ty khác thì họ sẽ có là những cái đội nhóm khác nhau thì sẽ có những cái hệ thống, những cách vận hành khác nhau. And that's what I experienced in my previous company. It was very difficult for me to talk to people from Asia or America because they have different systems. Và đó là những cái trải nghiệm của tôi với cái công ty trước đây của tôi. Và tôi rất là khó khăn trong cái việc nói chuyện với những cái người mà ví dụ như từ châu Á, từ châu Mỹ, từ các châu lục khác nhau, các quốc gia khác nhau, bởi vì là hệ thống vận hành của họ rất là khác nhau. And I think that's going to happen even in Kiari, but not. They have a little bit, for example, in Vietnam, you have the Vietnam touch on it, but it's in the base, it's the same. Và thực chất là ở Kiari thì nó cũng có một phần nó giống như vậy, nhưng mà thực tế là ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta cũng có thể có những cái đội khác nhau. Thế nhưng mà về cơ bản là cái bản chất là nó sẽ giống nhau thôi ạ. And I think that's okay because that's why it make Team Vietnam unique. Và tôi nghĩ rằng điều này thì là không có vấn đề gì, nó ổn thôi, bởi vì nó sẽ giúp cho cái đội, cái team Việt Nam của các bạn sẽ trở nên là gọi là thống nhất ạ. And I think the system that this kind of manual that Bobrina came out with, I think it's good and it's going to be easy to duplicate. Và cái hệ thống này mà đã được thiết lập và viết nên bởi CEO là Bob Reina, ông phát triển nó, và cái điều cơ bản đơn giản nhất, gốc rễ của cái nội dung này, nó là cái sự nhân bản. Are you going to look at here about the rank of superstar, what they are made of? Thứ nhất là chúng ta sẽ chú trọng vào cái vị trí ở đây là superstar, là cái vị trí bản lề ạ. And the goal with this training is that give you the basics. Và mục tiêu của cái buổi đào tạo hôm nay á, và cái buổi đào tạo, tức là cái nội dung đào tạo từ cái vị trí superstar này, thì sẽ giúp cho các bạn có nắm được những cái điều cơ bản. Help you to focus on the right things. Và sẽ giúp các bạn tập trung được vào những cái điều đúng. Can help you to get action today.
Và điều rất là hay là sẽ giúp các bạn hành động ngay ngày hôm nay. And also encourage you to study the Superstar Guide. Và nó cũng giúp các bạn khuyến khích các bạn nghiên cứu và học hỏi trong cái hướng dẫn về Superstar. And you know Superstar is the goal, but freedom is the destination. Và chúng ta biết rằng là cái vị trí Superstar như tôi nói ban đầu nó là bản đồ và nó là cái bản lề và nó là mục tiêu. Gọi điện cho mẹ nó đi, tao không đi được. Tao gọi điện cho mẹ nó. Nhưng mà tao gọi điện nó đi từ sáng mà nó đi từ trưa. Hot, câu hot có thể tắt mic giúp được không ạ? Nhưng mà tự do wait a moment because I tell the co-host to turn off the microphone. So và cái tự do thì là cái đích đến ạ. The superstar earning is about $2,500 per week or $125,000 per year. Và cái thu nhập của vị trí superstar này thì thực sự rất là tốt ạ. Nó đạt khoảng $2,500 một tuần và tính trung bình là khoảng $125,000 một năm. Which means probably freedom for everyone. Và chúng ta có thể hiểu rằng với cái mức thu nhập này thì có thể là chúng ta đã đạt đến cái ngưỡng chúng ta gọi là sự tự do rồi ạ. And that we can do in 200 days or less. Và chúng ta có thể làm cái vị trí này trong vòng 200 ngày hoặc là ít hơn. So we also know that one rule in the industry. Và cũng có một cái nguyên tắc thứ nhất ở trong cái ngành này. It's not what works for you, it's what's for duplicate for everyone. Và cái nguyên tắc thứ nhất này là những cái điều bạn làm á thì nó không phải là chỉ làm việc cho bản thân bạn thôi mà nó sẽ nhân bản, nó sẽ giúp mọi người đều có thể làm được. And you also know about the power of two, the power of duplication. Và ở đây chúng ta biết được là cái sức mạnh của con số 2, nó là sức mạnh của sự nhân bản. Yeah. We talked about the compounding effect before. Chúng ta nói về những cái có nghĩa rằng là những cái phần như tôi đã nói trước đây. If you can choose between $100,000 today or double a penny for 30 days. Double what? Double a penny for 30 days. Choose £100 today. Yes, or double a penny for 30 days. Có nghĩa là chúng ta hãy chọn là ví dụ chúng ta có cái mức tiền khoảng là 100 bảng trong ngày hôm nay. Thế nhưng mà có thể là chúng ta sẽ nhân bản, tức là chúng ta sẽ tăng gấp đôi cái số tiền đó trong vòng khoảng 30 ngày. The many people would say give me 100,000 today. Anh ở đây nói là 100.000 đô ấy ạ. Và một số người thì nói rằng là hãy cho tôi 100.000 đô ngày hôm nay. Big mistake. The difference are 10 millions. Nhưng mà nó là một cái sai lầm lớn. Cái đó nó có thể trở thành là 10 triệu. This is what we need to duplicate. I cannot hear you clearly. Maybe your internet system is... Did you hear me? Yeah. Can you repeat again? This is what we need to duplicate. 4 steps to success. Và đây là những gì chúng ta cần phải nhân bản ạ. Đó là 4 bước để có thể dẫn tới thành công. This was the only I used for 45 days in my previous company, these 4 steps. Và đây là cái bước mà 4 bước này tôi đã áp dụng ở cái công ty trước đây của tôi là trong khoảng 45 ngày. The number one, step one is invitation. Và cái bước đầu tiên á là cái lời mời. You know the invitation, the purpose with invitation is to get people curious and interest. Và mục tiêu của chúng ta ở đây lời mời ấy, các bạn phải nên nhớ rằng là mục tiêu của lời mời là giúp cho những cái người mà chúng ta mời á, họ phải tò mò và họ sẽ có bày tỏ những cái sự quan tâm. Because the only thing we want people's attention. Bởi vì là cái điều duy nhất mà chúng ta muốn đạt được đó là chúng ta muốn có được cái sự chú ý của mọi người. So the purpose is to for the invitation
get. The purpose of the people presentation. Yeah. The invitation is to get people to a presentation. Và cái mục tiêu của cái lời mời này là thứ nhất là chúng ta internet is something not good but I can catch it. Có nghĩa là cái mục tiêu của cái lời mời này là giúp cho thứ nhất là thu hút được cái sự chú ý của mọi người và sau đó là chúng ta sẽ dẫn dắt được họ đến với cái phần trình bày về cơ hội. So you know that you only ask a short question to the people to get them to a presentation. Cái mục tiêu của cái lời mời này thì chúng ta sẽ phải đặt ra những cái lời mời và những cái câu hỏi ngắn thôi. And the people we're going to talk to, we have three different kind of people: warm market, hot market, and the cold market. Và những cái người mà chúng ta tiếp cận thì chúng ta sẽ chia ra thành ba cái thị trường. Thứ nhất là thị trường ấm, thứ hai thị trường nóng và thứ ba là thị trường lạnh. The warm market is your friends. Thị trường ấm ở đây là các cái bạn bè của mình. Hot market is the family and cold market is strangers. Và thị trường nóng là những người thuộc về gia đình của mình và thị trường lạnh là những người lạ, hoàn toàn lạ. All of them are prospects, but I think that the easiest one is the warm market. Và tất cả những cái thị trường này đều là những cái thị trường gọi là tiềm năng. Thế nhưng mà ở những cái giai đoạn ban đầu á thì là cái mà thị trường dễ nhất thì các bạn làm việc đó là thị trường ấm. Because we can say the hot market, the family, is not so easy every time to get your family members in. Bởi vì chúng ta có thể nói rằng ở đây là với những cái thị trường nóng á, là thị trường trong gia đình của chúng ta thì hầu như các bạn đều biết rằng là không phải là dễ dàng để mà chúng ta có thể chia sẻ hoặc là giúp được những cái người trong gia đình họ tham gia công việc này cùng với mình. And strangers, that also good, but it takes skills. And you have to anyway build some kind of relationship. Và những cái người lạ là thị trường lạnh ạ. Thì cái thị trường này thì cực kỳ là tốt. Nhưng mà chúng ta cần phải có kỹ năng và chúng ta cần phải có những cái thời gian để chúng ta xây dựng các mối quan hệ. So it's many cases take very long time. Và chính vì vậy là làm thị trường lạnh là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn ạ, có thể nói là khá là dài ạ. But in the warm market, you know that 50% of the people your friends, they like you. Nhưng mà các bạn có thể nhận thấy rằng cái đặc điểm ở thị trường ấm là 50% những cái người mà trong thị trường ấm của các bạn là những cái người mà họ giống bạn, họ thích bạn, đúng không ạ? 40% of the people, they see you as a business person. Và 40% thì họ, 40% trong số đó thì họ nhìn hoặc là họ nhận diện bạn giống như là một người kinh doanh. And 10% of the people, they look up to you. Và 10% thì họ sẽ kiểu như là họ sẽ theo dõi mình. So I suggest today, connect with the 10% because they're going to do everything you tell them. Em nói sai một chút, tức là 10% ở đây là 10% họ ngưỡng mộ bạn ấy ạ. Thế cho nên rằng trong 10% này thì chúng ta hãy làm trước, bởi vì là tất cả những cái gì bạn nói á, họ sẽ hầu như là họ sẽ đồng ý và họ sẽ nghe theo bạn. But an extra tip would be if you start up a new person, tell the person to write a name list of 10 people. Và cái điều mà dễ nhất để chúng ta làm ấy, khi mà chúng ta có một tức là có một cái người mà kinh doanh cùng với chúng ta thì chúng ta hãy nói với họ rằng là hãy viết tên của 10 người. And when people start writing names, they start with the easy names. Và khi mà cái cách viết tên ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ viết với những cái tên dễ. Các bạn nhớ nhá, dễ. And when they come to 8, 9 and 10, they are more difficult people. Và khi mà đến khoảng số 8, số 9, số 10 thì là những cái người mà khó hơn một chút. Now comes the miracle. Turn the list upside down. Bởi vì là chúng ta hãy đưa những, có nghĩa là chúng ta hãy lật cái danh sách ngược xuống ạ. And start connect with the 10, 9 and 8. Và ở đây là chúng ta sẽ hãy bắt đầu kết nối với cái người là số 10, số 9 và số 8. There are the gold.
Bởi vì họ là cái mục tiêu. So try that, you're going to see next time. Start with the people in the 9, 8, and 10 instead of 1, 2, 3. Và chính vì vậy, rằng là chúng ta luôn bắt đầu trong cái 10, danh sách 10 người đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái danh sách là, tức là chúng ta lộn ngược lên từ 10, 9, 8, thay vì là chúng ta làm việc với một người thứ nhất, thứ hai, thứ ba. You know that 90% of a successful invitation, it's all about excitement. Và các bạn biết ý, là thực ra cái lời mời ý, thì 90% cái lời mời thành công là chúng ta phải thể hiện được cái sự hào hứng, cái sự hứng khởi. And only 10% what you say. Và bởi vì 10% trong đó nó chỉ, tức là trong đó những cái thông tin gì bạn nói nó chỉ chiếm có 10% thôi. So get excited and people, they will get curious and they will just follow you and see what it is. Và chính vì vậy là những cái người nghe mà khi bạn nhận lời mời của bạn á, thì họ sẽ cảm nhận được cái năng lượng, cái sự hào hứng của bạn và họ sẽ tò mò muốn biết cái cơ hội này là cái gì. So and a hot tip will be don't try to explain in the invitation. Và chúng các bạn nhớ nhá là đừng cố gắng giải thích tất cả toàn bộ những cái cơ hội này cho mọi người. Because that's not duplicatable, because maybe you know more, you have more experience than a new person. Bởi vì là cái điều này thì thường là mình thì mình hay biết nhiều hơn so với một cái người mới. So just ask a simple question. Mình hãy chỉ trả lời những cái mình chỉ hãy chỉ hỏi những cái câu hỏi đơn giản thôi. And I have tried this question many times and I see that's very positive response. Và tôi đã hỏi những cái câu hỏi đơn giản này rất là nhiều lần rồi và tôi tổng kết đúc kết lại thì tôi thấy rằng là có những cái gọi là những cái phản ứng, những cái hồi đáp nó rất là tích cực. So I heard that people say if you do you know anyone that are interested in making money, losing weight and have more energy and looking and feeling better than ever? Và tôi thì tôi thường hỏi mọi người rằng là bạn có biết ai mà muốn rằng là kiếm thêm thu nhập, muốn trông được trông rất là khỏe mạnh, trông trẻ và muốn giảm cân và muốn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng không? And many people say, perhaps I am, what it's all about. Và hầu như rất là nhiều người nói rằng là tất nhiên là tôi biết và cái đó là về cái gì vậy? So now you have great curiosity, so now it's time for the presentation. Và nếu khi bạn nhận thấy những cái dấu hiệu tích cực từ những câu trả lời của họ, thì đó, lúc đó là bắt đầu là đến cái thời điểm mà bạn hãy đưa ra cái bài trình bày. So here can a different kind of tools. You can have a live Zoom, recorded Zoom, the free tour system, or only the video. Và nó có rất là nhiều công cụ để chúng ta có thể đưa ra các bài trình bày này. Thứ nhất là mời họ vào những cái buổi Zoom trực tiếp như thế này. Thứ hai là cho họ nghe lại những cái buổi Zoom mà được ghi lại. Và thứ ba là chúng ta sẽ đưa cho họ những cái tham quan cái hệ thống free tour system của chúng ta. Tức là trong đó nó sẽ có các thông tin. Và thứ tư là chúng ta có thể gửi cho họ những cái video mà đã được video trình bày sẵn về OPP. So just tell the person, for you to get the best presentation instead of I will try it, I will send you a video. When can you see that? Can you see it now? Và cái cách mà chúng ta tiếp cận với họ là như thế này này. Là các bạn hãy nói với họ rằng là thay vì tôi trình bày cái này với các bạn với anh thì hãy để cho tôi gửi cho các anh chị những cái video hoặc là những cái đại loại là những cái tài liệu để các anh chị tham khảo. Và khi tôi gửi video này ấy, thì anh chị có thể xem ngay bây giờ không hay khi nào anh chị có thể xem nó. So whatever they say now, you book the follow up at the same time. If they say I can see it now and this takes about 20 minutes, it's okay, I call you in 25 minutes. Và nếu mà họ nói rằng là ồ tôi có thể xem nó bây giờ đấy thì mình hãy định cái thời gian rằng là cái video này nó dài khoảng 20 phút thì bạn cứ xem xong đi, khoảng 25 đến 30 phút nữa tôi gọi cho bạn. Or if they say I can see it at 10, okay, it's okay, I'll call you 10:30. Và nếu mà họ nói rằng tôi có thể xem vào lúc 10 giờ thì mình hãy đặt ra một cái lịch để mình liên lạc lại lúc 10:30. So that's when you create that urgency, that's always the best, and you get back to the person as soon as you can.
Và chính khi mà bạn tạo ra những cái, anh ấy nói rằng ở đây nó có một mang tính nó khẩn cấp về thời gian như vậy ấy, thì bạn sẽ tạo cho cái người mà bạn gửi video á, người tiềm năng đó, họ sẽ phải có một cái nỗ lực để họ xem nó ngay hoặc là xem rất là sớm. And the best result we have seen is that when you call back, don't wait, don't do it tomorrow or next day or next week, do it right after the presentation. Và nó có một cái những cái từ khóa này mà các bạn hãy nhớ rằng là đừng chờ đợi mà hãy gọi ngay sau khi mà họ đã xem xong cái phần trình bày, và hãy làm luôn, đừng chờ đến ngày mai, ngày kia hoặc là tuần sau, làm luôn. And one of the best tools that many people don't use it, but we can see people who use it, they really get good results, is to when you follow up, do it together with your mentor or sponsor. Và nó có một cái công cụ nữa, nó rất là quan trọng, đó là cái bước thứ ba mà hầu như có nhiều người không chú ý và không làm cái bước này. Nhưng với những ai đã làm cái bước này thì họ sẽ đều có những kết quả rất là tốt. Đó là cái bước mình có thể nói là bám sát, theo sát những cái người tiềm năng của mình. Và khi mình làm việc này thì mình hãy làm cùng với cái người bảo trợ hoặc với cái người hướng dẫn mình. And that's not because of the sponsor or mentor or a better person than you. It's only a kind of a training for the new person. The person understands we have a kind of support system here. Và đây thì không phải là cái việc mà chúng ta thể hiện những cái người hướng dẫn hay những người mà bảo trợ của chúng ta. Mà ở đây rằng khi chúng ta đưa những cái người mới, những cái người đang tìm hiểu này vào cái để nhìn thấy cái bước bám sát này ấy, thì họ, chúng ta sẽ giúp họ hiểu hoặc là chúng ta sẽ hướng dẫn đào tạo cho họ về một số thông tin. Và ở đây họ có thể nhìn thấy được rằng cái tổ chức này, cái công việc kinh doanh này nó có một cái sự đào tạo khá là bài bản. Because we also know that people have questions in the mind they don't ask you, and there are three questions to think about all the time. Và các bạn cũng nên nhớ rằng là hầu như mọi người họ có những cái câu hỏi mà trong đầu họ nhưng họ không có nói với các bạn, và thường là trong đầu họ sẽ có ba câu hỏi như thế này. Yes. Number one, what's in it for me? What? What's number in one? It for me? Cái bước thứ nhất là cái này là có phải là dành cho tôi không? Number two, is there anybody else who have results from the product or making money? Câu hỏi thứ hai là có một cái kết quả về cái sử dụng sản phẩm của ai đó không, hoặc là đã có ai mà có kết quả kinh doanh thành công chưa? And number three, can I do it? Và câu hỏi thứ ba rất là quan trọng, họ hay hỏi rằng không biết là tôi có thể làm được không? Yeah. And when they see this support system, you answer the questions for them that they can do it. Anybody can do it. Và bởi vì là mọi người ấy, hầu như họ không bắt đầu bởi vì họ không biết là họ phải làm cái gì, họ làm như thế nào. Nhưng khi mình giải quyết được ba cái câu hỏi này của họ thì họ sẽ biết rằng họ sẽ có thể làm được công việc này. And when you have start using three-way calls with the follow-ups, you will never stop again. You're going to wonder, why didn't I do this earlier? Và khi mà các bạn thực sự áp dụng cái bước thứ ba này là cái bước bám sát và trả lời ba cái câu hỏi mà thường những cái người mà mới họ hay băn khoăn, thì bạn sẽ nhận được những cái kết quả cực kỳ là tuyệt vời. Và lúc đó thì bạn bảo, ôi tại sao chúng ta lại không làm, tại sao mình lại không làm cái bước này sớm hơn? And there are 10 questions the sponsor mentor will ask your prospect. Và có 10 câu hỏi mà cái người bảo trợ hoặc cái người hướng dẫn của bạn sẽ hỏi cái người tiềm năng của bạn. Number one is that did you see the video? Awesome, right? Câu hỏi thứ nhất rằng là bạn đã xem cái video chưa? Nó thực sự là tuyệt vời phải không? And number two, can you see an opportunity here? Câu hỏi thứ hai rằng là bạn có thấy một cái cơ hội ở đây không? If they still say yes, we can go on. Nếu mà họ nói rằng là có, tôi thấy có cơ hội, thì chúng ta lại tiếp tục. Because if they don't see an opportunity, what can we do?
Bởi vì là nếu mà họ nói rằng là họ không thấy một cơ hội nào đó thì chúng ta có thể làm thế nào bây giờ? So I'm going to send you over the 10 questions after the webinar. Sau cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi sẽ gửi cho các anh chị tham khảo 10 cái câu hỏi này mà cái người mà người hướng dẫn sẽ phải đặt ra với cái người tiềm năng của tuyến dưới của But mình. It's all about how you ask questions to the 7-pack, but at the end the person we give it over to the person and say you decide of course what you're going to do. Và ở đây là chúng ta sẽ tất cả các câu hỏi này thì nó sẽ đều hướng tới một cái mục tiêu hướng tới một cái mục tiêu là một cái bức tranh toàn cảnh, một bức tranh lớn của cái gói 7. Và sau đó là sẽ giúp họ biết là cái các cái thông tin của gói đó, nhưng thực chất là cuối cùng là vẫn phải để cho họ là họ sẽ sau khi họ có đầy đủ thông tin thì họ sẽ tự ra quyết định họ phải làm gì. And the question 9 is just that. How where can you see yourself fit in here? How do you want to start? Một cái câu hỏi nữa rằng là một cái câu hỏi giống như là câu hỏi chốt ấy ạ, rằng là bạn muốn làm cái này như thế nào, bạn muốn thực hiện như thế nào. Whatever they say, we say great decision. And number 10, welcome to the family, looking forward to work with you. Và cái câu hỏi 9 đó ấy, là cái câu hỏi mà chốt giống như là câu hỏi chốt xem họ quyết định các gói nào. Và khi họ trả lời bất kể một cái gói nào thì chúng ta đều phải trả lời rằng là ôi thật là tuyệt vời, bất kể những cái gì mà bạn chọn đều là tuyệt vời. Và câu hỏi thứ 10 câu nói thứ 10 là chào mừng bạn đến với gia đình Weary. So you see the purpose of a three-way call, as I said, it's just to establish a relationship with the prospect. Và cái mục tiêu của cái ở đây gọi anh ấy gọi là một cái cuộc gọi ba cách, tức là chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ với cái người tiềm năng của chúng ta. Answer the question they may have and help them to become a promoter or a customer. Và trả lời cho họ những câu hỏi mà họ có thể thắc mắc và họ đang quan tâm. Và cái thứ ba là hãy giúp họ trở thành một cái người kinh doanh hoặc là một người khách hàng. Your job here is to edify the sponsor upline on the call. So then you just listen and learn. So one day you will be your own, you will be upline for your people. Và công việc ở đây của bạn ở đây là hãy gọi điện cho cái người bảo trợ của mình và mình hãy nghe những cái điều mà người bảo trợ mình nói. Bởi vì là một ngày nào đó thì mình cũng sẽ trở thành những người bảo trợ cho những cái người phía dưới của mình. So edification is just a tool. It's not just that it's kind of an ego who would like to hear the good they are. Và ở đây có một cụm từ anh nói rằng hãy thiết lập cái mối quan hệ tốt ấy với cái người bảo trợ của mình. Và ở đây cái cụm từ này thì nó có mang nghĩa rằng là nó không phải chỉ rằng là xây dựng một mối quan hệ. So it just means to build up or relate the positive traits or abilities of a person. Nó có nghĩa rằng là mình xây dựng một mối quan hệ hoặc là mình cho thấy cái sự liên quan về những cái dấu hiệu rất là tích cực hoặc là những cái khả năng rất là tuyệt vời của một người. And I would say the more unbalance you can create between the mentor upline and the prospect, the better it is. Và ở đây thì thực chất nó là gì ạ? Là chúng ta hãy nâng cao, chúng ta hãy đề cao, chúng ta nâng cao giống như chúng ta quảng bá những cái người tuyến trên của chúng ta, những người bảo trợ của chúng ta và đội nhóm của chúng ta. Thì khi chúng ta càng quảng bá nó được tốt bao nhiêu á, thì cái sự thành công, cái sự ấn tượng mà bạn để lại cho những cái người tiềm năng á, nó lại càng nhiều bấy nhiêu. So it doesn't matter who the prospect are, even if it was a king of a country. Và thực chất ở đây là một cái người mà tiềm năng á, thì mình hãy đừng quan tâm họ là ai, kể cả họ là cái người ông vua của một quốc gia đi chăng nữa. And if, for example, if I was Tina's downline and Tina would help me with a three-way call. Và tôi đặt ra một ví dụ như tôi là tuyến dưới của chị Tina và chị Tina sẽ giúp tôi là thực hiện cái cuộc gọi ba bước này. So I would say something like this,
like this. Here you're gonna meet Tina. She is one of the most experienced people I ever met. She is a superstar, and she's a good friend and a mentor, one of the best I heard about in the industry. And here is the king. Ở đây thì em nói rõ hơn cái cuộc, anh ấy nói là cuộc gọi ba bước, có nghĩa rằng là theo cái từ đấy, nhưng thực ra nó chính là gặp, mình gặp cái người tiềm năng của mình, nhưng mà mình có cái sự hỗ trợ của người bảo trợ của mình ấy, có nghĩa là gặp ba người. Thì đây là những điều mà tôi sẽ nói về chị Tina này, là chị Tina, chị là một cái người cực kỳ là tuyệt vời, và chị ở cái vị trí superstar, và chị có rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là đã có những cái rất là thành công trong cái công việc này, và chị có thể hỗ trợ để giúp cho bạn có thể là có được những cái thông tin hoặc những cái hiểu biết tốt nhất về những cái điều bạn quan tâm. So I didn't say anything about the king. So now you can see a big difference. Tina looks much bigger than the king. Looks much bigger than the team, right? Yeah, and the king, because king was the prospect. King. Yeah, he was the prospect. Anh ấy đang nói rằng là anh ấy đang nói chuyện với một cái người tiềm năng mà giống như anh nói rằng đấy là một cái ông vua của một cái nước nào đấy ấy. Và thực ra là anh ấy sẽ không đề cập đến cái ông vua đấy, nhưng mà anh ấy chỉ nói về chị Tina thôi. Thì lúc đó cái vị thế của chị Tina là nó cao hơn rất là nhiều so với cả cái vị thế của cái ông vua kia. So it means that you build up your sponsor or upline or team, so they look so big. And the prospect, who doesn't matter who it is, only say the name. Và ở đây là tổng kết lại là tôi muốn các anh chị nhớ cái hình ảnh này ạ, là chúng ta hãy xây dựng và chúng ta hãy quảng bá những cái người bảo trợ chúng ta, người tuyến trên của chúng ta và đội nhóm của chúng ta, làm sao phải thật lớn, phải thật tuyệt vời, mà để kể cả cái người tiềm năng của chúng ta, họ là ai đi chăng nữa, thì họ cũng phải nhìn vào đó và họ cũng phải ngưỡng mộ và nể phục cái người đấy. Yeah. And step four, get plugged in. Và bước thứ tư là cái bước rất là quan trọng, là hãy kết nối và hệ thống. That means that you teach every person the four steps to success. Điều đấy có nghĩa rằng là mình hướng dẫn mọi người với cái bước, các cái bốn bước để thành công. So that's your duplicate everything, and then you show up on all trainings. Và chúng ta sẽ điều này chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ nhân bản và chúng ta sẽ thể hiện được ở tất cả các cái đào tạo của chúng ta. Show up on all kind of Zoom calls company have, like Thursday with Bobrina. Và những cái buổi đào tạo của hệ thống này, những cái buổi Zoom, những cái buổi live của CEO Bob Rina, có nghĩa là chúng ta phải xuất hiện. So even if you don't understand everything, you just feel the excitement and you feel you are there, you showed up. Và kể cả khi mà bạn chẳng hiểu tiếng Anh, bạn không biết tiếng Anh, thì mình làm gì ạ? Mình ở đó để mình có mặt và mình cảm nhận được cái năng lượng, mình cảm nhận được cái không khí, và cái quan trọng nhất là mình được ở trong cái bầu không khí đó và mọi người sẽ biết đến bạn. So it's like dress for success. Và điều đấy là gì ạ? Giống như là bạn mặc một cái trang phục rất là đẹp để mình có thể thành công. So we see that anybody can enroll another one, but success is optimal. Và ở đây nó có một câu nói rằng là hầu như là bất kể người nào cũng có thể là khuyến khích từ những người khác. Nhưng mà thực tế là cái thành công á, thì nó lại là một cái lựa chọn. It means that everybody who have money, they can buy a 7-pack, but it doesn't mean they have success. Và ở đây có nghĩa là gì ạ? Là cụ thể hơn là bất kể ai, họ có tiền, họ đều có thể là họ khởi kích hoạt với cái gói 7. Nhưng không, điều đó không có nghĩa rằng là họ cứ kích hoạt gói 7 là họ sẽ thành công. So you know there are some action steps, like 4 steps of success to plug in with. Bởi vì là chúng ta đều phải biết rằng là chúng ta muốn thành công, chúng ta phải có những cái bước hành động. Và so những bước hành động của chúng ta ở đây là cái bốn bước, và cái bước thứ tư rất là quan trọng là bước chúng ta gắn kết và hệ thống. So it's mean, tell me and I forget, show me and I remember. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Nếu mà bạn nói với tôi á, điều gì đó thì tôi sẽ quên. Nhưng mà nếu mà bạn chỉ cho tôi biết thì tôi sẽ nhớ. Yes.
and involve me and I understand. Và khi mà bạn cho tôi tham gia vào một cái hoạt động gì đó thì lúc đó tôi sẽ hiểu. And we know that everything starts with you. Và chúng ta đều biết rằng là tất cả mọi thứ đều bắt đầu với bạn. So if we want people to do things, we have to start showing them what to do. Và chúng ta, nếu chúng ta muốn để cho những người trong đội nhóm của chúng ta họ hành động, họ làm việc ạ, thì chúng ta phải chỉ cho họ làm những cái gì. So the most people are normal. They don't do what you say, they do what you do. Và bởi vì hầu như là mọi người thì họ đều rất là theo một cái lẽ thường là họ sẽ không làm những gì bạn nói, nhưng mà họ sẽ làm theo những gì bạn làm. And you know in the guide or the checklist, it says that get active, get qualified in 72 hours. Và trong cái hướng dẫn của chúng ta thì nó có một cái checklist, nó có nghĩa là những cái việc mà chúng ta phải làm ấy ạ, phải có nghĩa là phải đạt được ạ. Thứ nhất là chúng ta phải phải đảm bảo là chúng ta kích hoạt và năng động, và chúng ta phải đủ điều kiện trong vòng 72 giờ. And duplicate the two in the 7 days. Và chúng ta hãy nhân bản trong vòng 7 ngày. I can send you that checklist too. Ở đây anh nói nhân bản là nhân bản hai nhánh nhá, hai nhánh hai bên, và cái checklist này anh ấy sẽ gửi cho chúng ta để chúng ta tham khảo. But anyway, at the end of the day, you need to have a goal, your why. Why do you do this? Và cuối ngày, cuối mỗi ngày thì chúng ta đều phải có những cái mục tiêu và những cái câu hỏi tại sao chúng ta làm những điều này. So we know, so the best tip here, write it down and tell the world. Yeah, can you repeat? I didn't catch. Yeah, it's always like that. Write it down, tell the world. À, có nghĩa là ở đây chúng ta là gì ạ? À, chúng ta hãy viết những cái điều đó xuống và để chúng ta hãy nhìn được vào nó. Because people also are more interested in your vision than what you do. Và thực chất là mọi người họ quan tâm, họ thường quan tâm với những cái điều gì bạn đạt được hơn là những cái gì bạn làm. So to clarify, my goal or vision have always been to do something in Europe that no networker have done before. Và thực tế là cái tầm nhìn á, và những cái gọi là mong ước, cái ước mơ của mình ấy, thì nó cực kỳ là quan trọng. Bởi vì là thực tế là bạn đã làm được nó hay không thì nó chưa phải là điều quan trọng. Cho nên là bạn sẽ không thể thực hiện được nó nếu bạn không có những cái ước mơ này. Yeah, so that's my wish. Đó là những cái ước mơ của tôi. So set up a vision for the team with what your group going to do, and then tell everybody about it. Và chúng ta hãy thiết lập những cái gọi là những cái nhiệm vụ, những cái gọi là những cái hành động cho cái đội của mình, và chúng ta cần phải làm những cái gì, và sau đó là chúng ta hãy nói với mọi người về nó. I know you have so good team, so many good people, intelligent people. They are ready to do it, so you can go whatever you want. Và thực chất ở đây tôi thấy là ở đội ngũ của các bạn thì toàn những người họ rất là tuyệt vời, họ định hướng rất là tốt. Cho nên chính vì vậy rằng là các bạn hãy cùng với họ để xem là làm những cái gì mà các bạn muốn làm. So let's hook arms and make the last 3 months of the year and we do something that nobody have done in Kiari before. Và chính vì vậy là chúng ta hãy hành động và chúng ta làm những cái việc mà trong vòng có kế hoạch khoảng 3 tháng để mà chúng ta sẽ có những kết quả cực kỳ tuyệt vời mà có thể là những cái đội quy những cái team query khác mà họ sẽ không có được những kết quả như các bạn. If there anyone I believe in can do it, it's you, it's your team. Và nếu ai đó mà làm được ạ, thì tôi tin chắc rằng đó chính là bạn và đó chính là đội ngũ của các bạn. So just tell yourself, I can, I will. Và hãy nói với chính bản thân mình rằng là tôi có thể làm được, tôi sẽ làm được. I can, I will. Tôi có thể làm được, tôi sẽ làm được. And I can, tôi I will. Tôi chắc chắn làm được. Yeah. Tôi có thể làm được và tôi chắc chắn làm được. Không phải là tôi sẽ, tôi chắc chắn làm được.
So that was everything I had for today. I'm sorry it was too long, but we tried to keep it as short as we can. Đó là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Có thể là nó sẽ hơi dài một chút, nhưng tôi đó là những cái điều mà tôi rất là muốn chia sẻ để các bạn có thể là nắm được